Huddersfield không phải đối thủ xứng tầm của Manchester City, đội bóng đang thi đấu ở hạng nhất lại gặp bất lợi lớn khi thi đấu trên sân đối phương. Và đúng như dự đoán, đoàn quân của Guardiola đã giành chiến thắng giòn giã 5-0 khi họ ra sân với đội hình gồm nhiều danh thủ. Manchester City tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội khiến đối phương phải lùi sâu đội hình phòng thủ. Sau khoảng thời gian dài không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà cũng đã mở tỷ số ở phút 33 khi Foden ra chân quyết đoán ở cự ly gần đưa bóng vào lưới. 2 phút sau khi ghi bàn mở tỷ số, Manchester City có bàn thắng thứ hai. Alvarez nhanh chân dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa sau một loạt các pha phối hợp nhỏ nhuyễn của đội chủ nhà. Khoảng cách hai bàn sau 45 phút đầu tiên giúp Manchester City chạm tay vào chiến thắng, bởi ngoài bàn thắng, đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ trận đấu, thậm chí họ không cho Huddersfield có nổi một pha dứt điểm trong hiệp 1. Manchester City tiếp tục dạo chơi trong hiệp 2. Phút 58, Bob thực hiện cú tạt bóng ở bên phải trong vòng cấm địa, dường như hướng tới De Bruyne, tuy nhiên bóng chạm chân Jackson và đi thẳng vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của hậu vệ trái đội khách. Bàn thắng thứ tư của đội chủ nhà tới ở phút 65. Sau những pha phối hợp ban mật nhanh khiến hàng thủ đối phương choáng váng, Foden dứt điểm quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Nikon không thể cản phá. Chiến thắng giòn giã 5-0 của đội chủ nhà được ấn định ở phút 75. De Bruyne tạt bóng từ sát biên trở lại trung tâm vòng cấm địa cho Doku bắt vô lê ghi bàn. Liverpool thắng 2-0 trên sân Arsenal. Việc phải chạm mặt nhau tại vòng 3 FA Cup khiến cả Arsenal và Liverpool không thể chủ quan. Cả hai đều sử dụng đội hình mạnh khi đối đầu với nhau tại Emirates. Theo thống kê, Arsenal đều vượt trội hơn đội khách Liverpool, tuy nhiên kết quả lại là chiến thắng 2-0 cho đội khách. Đội chủ nhà cầm bóng 54% thời gian, tung ra 18 lần dứt điểm. Liverpool cầm bóng 46% thời gian, có 12 lần dứt điểm. Mặc dù vậy, nếu xét theo hiệp đấu thì mỗi đội đã chơi tốt trong một hiệp. Arsenal dồn ép Liverpool đến nghẹt thở trong 45 phút đầu tiên. Đội chủ nhà tung ra 13 lần dứt điểm trong hiệp 1 trong khi Liverpool chỉ có vỏn vẹn 2 lần dứt điểm. Dẫu vậy, hai đội đã hòa 0-0 khi Alisson đã chơi xuất sắc, từ chối không cho chủ nhà ghi bàn. Trong hiệp 2, Liverpool đã triển khai tấn công rất mạnh mẽ, họ có tới 10 lần dứt điểm, còn Arsenal đã hụt hơi, chỉ còn 5 lần dứt điểm. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 80, xuất phát từ quả đá phạt bên trái của đội khách, Kiwior trong nỗ lực đánh đầu phá bóng đã vô tình phản lưới nhà. Bị thủng lưới, Arsenal tràn lên tấn công và đội chủ nhà dính đòn phản công ở phút 90+5. Liverpool giành được bóng bên sân nhà và tổ chức phản công nhanh. Diaz dứt điểm tung lưới đội chủ nhà từ trung tâm vòng cấm địa, ấn định chiến thắng 2-0. Ba điều rút sau trận đấu này. Một là Liverpool gặp khó khi không có Salah, Van Dijk. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp bắt đầu chuỗi ngày thiếu vắng tiền đạo chủ lực Mohamed Salah bằng chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn trên thánh địa Emirates của Arsenal, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Đúng như dự đoán từ phía người hâm mộ, The Kop, Liverpool đã gặp khó trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Aaron Ramsey. Chiến lược gia người Đức thậm chí còn tăng độ khó cho các học trò khi Virgil van Dijk bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thiếu vắng trụ cột quan trọng ở hai đầu khung thành, ngửa đỏ vùng Merseyside gần như lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà. Từ khoảnh khắc tỏa sáng đến điểm tựa tinh thần, giá trị mà những ngôi sao hàng đầu mang đến cho đội chủ sân Anfield ở mùa giải năm nay là không thể bàn cãi. Virgil van Dijk sẽ sớm trở lại để gồng gánh hàng phòng ngự, nhưng còn Mohamed Salah, có lẽ cổ động viên Liverpool chỉ còn biết hy vọng Ai Cập sớm bị loại ở Cúp Quốc gia châu Phi. Hai là, hàng tiền đạo khiến Mikel Arteta than trời. Arsenal với lợi thế sân nhà là đội nhập cuộc tốt hơn. Các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta tạo ra vô số cơ hội ngon ăn trước khung thành thủ môn Alisson Becker. Tuy nhiên, lần lượt Ryan Nelson, Bukayo Saka, Martin Odegaard hay Kai Havertz đều không thể tận dụng thành công. Trong một ngày mà Gabriel Jesus chấn thương, Eddie Nketiah ngồi trên băng ghế dự bị, những người đóng thế bộ đôi tiền đạo của Arsenal tỏ ra cực kỳ vô duyên. Pháo thủ luôn gặp vấn đề ở khâu dứt điểm, điều khiến họ đã và đang gặp khó trong cuộc đua giành danh hiệu mùa này. Nếu tình hình không được cải thiện, huấn luyện viên Mikel Arteta cần tìm kiếm vận may trên thị trường chuyển nhượng. Đội chủ sân Emirates chẳng thể đặt tất cả hy vọng vào Gabriel Jesus, Eddie Nketiah hay Kai Havertz ở giai đoạn lượt về. Ba là, những sai lầm cá nhân có thể hủy hoại cả mùa giải của Arsenal. Ba trận thua liên tiếp của Arsenal đều đến theo một kịch bản giống nhau. Những cầu thủ tấn công phung phí cơ hội để rồi sau đó, hàng phòng ngự mắc sai lầm chết người khiến thầy trò Mikel Arteta phải trả giá đắt. Martin Odegaard và các đồng đội dường như chẳng thể rút ra bất cứ bài học nào. Công bằng mà nói, Arsenal chơi không hề tệ trong thất bại trước Liverpool tại FA Cup, nhưng chính sự nóng vội, thiếu chỉnh chu ở những tình huống dứt điểm cuối cùng khiến pháo thủ nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà. Hai bàn thua chóng vánh đến như một lẽ tất yếu, nhưng vấn đề vẫn còn đó, nó còn đáng sợ hơn việc bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup. Nhưng nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng như các học trò của ông không thể tìm ra giải pháp, ám ảnh thất bại sẽ khiến mùa giải năm nay sớm hạ màn với Arsenal.